Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video Facebook Marketing by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên chuyên gia về marketing online và một cái chuyên gia chạy Facebook Marketing từ năm 2012 tới nay. Và bài học này là một cái bài học tổng quát về Facebook Marketing. Thế thì cái cách đặt vấn đề của tôi về cái bài học này để cho các bạn có thể hiểu tư duy tổng quát về kinh doanh, bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook. Có rất nhiều các cái video sẽ được bổ trợ trong từng phần, từng nội dung cho các anh chị và các bạn hiểu thêm. Thế đầu tiên ấy, thì bán hàng trên Facebook thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là chúng ta bán cái gì, đúng không? Thế thì tôi sẽ cho các bạn những cái lời khuyên như thế này. Bán cái gì tức là các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ để các bạn bán. Nếu như các bạn có những cái sản phẩm và dịch vụ của mình rồi thì các bạn hãy học cái chương trình bán hàng của tôi để các bạn bán thôi, chẳng có vấn đề gì cả, đúng không? Ví dụ như bạn đang làm salon tóc, bạn đang làm spa, bạn đang làm nhà hàng, bạn đang làm thời trang, bạn đang làm thiết kế đồ họa, bạn đang bán đèn LED, bán sản phẩm công nghiệp, bạn đang bán bất động sản, cái gì cũng có. Vâng, thì cái đó là chúng ta đã có những sản phẩm có sẵn. Thế còn nếu mà bạn đang loay hoay chưa biết bán cái gì thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược lựa chọn sản phẩm. Các cái tiêu chí lựa chọn này tôi sẽ hướng dẫn trong các video bài học tiếp theo, bài học khác. Rồi thì thị trường ngách, thị trường chính như thế nào, đúng không ạ? Thế thì chúng ta trả lời cho câu hỏi là bán sản phẩm gì, bán dịch vụ gì, và dịch vụ đi kèm sản phẩm là gì, và dịch vụ đi kèm dịch vụ là gì. Ý tôi muốn nói là các dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm và dịch vụ được bán là sản phẩm chính, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bán sản phẩm hoặc là chúng ta lựa chọn một sản phẩm để bán, để kinh doanh, thì chúng ta đặt ra câu hỏi là sản phẩm này có thương hiệu hay chưa, sản phẩm mình đi nhập về hay là sản phẩm của mình phát triển, và đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ hay chưa, thiết kế logo bao bì cho nó hay chưa, đúng không ạ? Vâng, bởi vì nếu chúng ta làm một cái business thì chúng ta sẽ nên suy nghĩ về những điều đó. Thì chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề yếu tố pháp lý, pháp luật cho cái sản phẩm và dịch vụ này. Thí dụ như là bạn bán thuốc giảm cân hay là bạn bán mỹ phẩm, vân vân, thì bạn cần phải đăng ký an toàn thực phẩm hay là theo các cái quy định của nhà nước về cái sản phẩm và dịch vụ đó, đúng không ạ? Tránh việc là sau này chúng ta bán rồi mà chúng ta chưa đăng ký thì có thể chúng ta sẽ bị bóc phốt, chúng ta không kinh doanh tốt, hoặc là tệ hại hơn nữa thì chúng ta cũng có thể bị đối mặt những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, đúng không ạ? Nếu như sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có vấn đề và bị kiện đó, thì chúng ta hết sức lưu ý về điều đó, bởi vì rất nhiều bạn làm kinh doanh thì cứ chỉ có bán thôi kiếm tiền cái đã, chưa quan tâm đến điều đấy vội. Và điều đấy thì cũng có thể đúng, nhưng mà trong những cái bối cảnh hiện nay có rất nhiều các rủi ro về pháp lý khi kinh doanh, thì lời khuyên của tôi với các bạn là hết sức thận trọng, đúng không ạ? Vâng, tiếp tục đấy là chúng ta sẽ bán sản phẩm này với giá bao nhiêu, mức giá như thế nào, lợi nhuận gộp như thế nào, lợi nhuận ròng như thế nào, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng quan tâm đến bao bì, nhãn mác, chúng ta quan tâm đến chương trình khuyến mại, combo, bán sản phẩm như nào, sản phẩm nào là sản phẩm đường dẫn, sản phẩm nào là sản phẩm chính, sản phẩm nào sẽ đem về lợi nhuận, vân vân. Câu hỏi số 2 là chúng ta sẽ bán cho ai, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải xác định tập khách hàng mục tiêu của mình. Xác định bằng cách nào, đúng không? Thì chúng ta xác định tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, thiết bị di động, thời gian online, cách thức mua, động cơ mua, đúng không ạ? Khối lượng mua, thời điểm mua, vân vân. Những cái đấy chúng ta cần phải vạch ra rất là rõ, để từ đó chúng ta sẽ lựa chọn các cái sản phẩm và giá cũng như là cách thức bán sao cho nó phù hợp, kênh bán cho nó phù hợp nhất, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn đến gì ạ? Mô hình kinh doanh của chúng ta là như thế nào? Tức là chúng ta bán nhiều sản phẩm cho một người hay là bán một sản phẩm cho nhiều người, thì từ đó chúng ta sẽ quyết định cái cách mà chúng ta kinh doanh. Đấy, chúng ta bán online thuần túy hay là chúng ta có shop, chúng ta có chuỗi, hay là chúng ta nhận nhượng quyền thương mại. Thí dụ như trà sữa, thí dụ như thời trang, chúng ta có thể nhận nhượng quyền thương mại. Hoặc là chúng ta làm đại lý ủy quyền cho tập đoàn Vingroup chẳng hạn, đúng không ạ? Họ bán xe hơi, họ bán xe máy, họ bán điện thoại, chúng ta có thể làm nhượng quyền, ví dụ như thế. Hay là chúng ta làm ủy quyền, sau đó chúng ta sử dụng các kênh Facebook, các kênh online để đưa khách hàng đến cửa hàng của chúng ta. Chúng ta cũng trả lời, chúng ta tự làm hay là đi thuê, chúng ta làm một mình hay là làm với đồng nghiệp, với bạn bè, với gia đình. Nếu mà chúng ta làm một mình thì chúng ta cũng phải chú ý, mà chúng ta làm với nhiều người chúng ta cũng phải chú ý các vấn đề về thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận làm việc, cam kết, vân vân. Bởi vì làm một mình thì được ăn thua chịu, nhưng mà làm nhiều người đôi khi là
không thỏa thuận rõ ràng là chúng ta cũng rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Có nhân viên hay không? Nếu mà nhân viên thì chúng ta phải tuyển dụng trên những trang nào, tuyển dụng những bộ phận nào. Đối với làm online thì có thể là gì ạ? Phải người làm chạy quảng cáo này, người chăm fanpage này, người làm hình ảnh hoặc video này, đó. Thì đấy là cái việc mà chúng ta cũng sẽ phải suy nghĩ, đúng không? Thế rồi chúng ta bán như thế nào? Thì chúng ta có cái bài học về các cái nền tảng đấy. Chúng ta bán trên profile, chúng ta bán trên group, đúng không ạ? Chúng ta bán trên fanpage, chạy quảng cáo để bán, livestream, messenger, các tool, các app, đúng không? Thế thì ví dụ như là trên profile thì chúng ta phải làm gì? Trên profile chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân, phải tăng kết bạn, bạn bè phải chất, bạn bè phải là khách hàng mục tiêu, rồi thì tăng được lượng theo dõi, bài chúng ta phải đăng thường xuyên, bài đăng phải có nhiều tương tác, phải có nhiều đơn mua hàng, vân vân, đúng không? Trên group cũng như vậy, bán trên group của người khác như nào, bán trên group của mình như thế nào. Thế rồi thì fanpage cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta chạy ad như nào, chúng ta chăm page như nào, đăng bài như nào. Rồi thì nếu mà chúng ta nói về quảng cáo, chúng ta sẽ có một cái phần quảng cáo cũng rất là nhiều, hàng chục các bài học về quảng cáo, các loại hình quảng cáo, các loại hình tối ưu phương pháp, đúng không ạ? Rồi thì tối ưu về ngân sách, đúng không ạ? Tối ưu về thông điệp, đúng không ạ? Tối ưu về vị trí địa lý khách hàng, vân vân. Tối ưu về quy trình bán hàng, các thủ thuật. Thế chúng ta có sử dụng các phương pháp bán hàng đa kênh nữa hay không? Thì trong các cái video về hướng dẫn về bán hàng đa kênh tôi cũng sẽ hướng dẫn. Thí dụ như là kênh website, kênh Zalo, kênh YouTube, kênh Google AdWords, kênh Google Sell, kênh email marketing, kênh PR, kênh báo chí, đúng không ạ? Kênh các cái mạng hiển thị nội địa, mạng hiển thị quốc tế, những công cụ quảng cáo, hỗ trợ quảng cáo quốc tế, phần mềm CRM, rồi telesale, thế rồi thì các sàn thương mại điện tử, vân vân. Liệt kê ra cũng đến mười mấy cái kênh nữa, ngoài cái kênh Facebook thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, đúng không ạ? Thế rồi thì dòng tiền của chúng ta như thế nào, chúng ta có nhiều tiền hay ít tiền, chúng ta tính toán điểm hòa vốn, vân vân, để làm sao mà chúng ta có thể là làm cái quảng cáo và marketing hợp lý nhất có thể và đạt được cái doanh số tốt cho chúng ta. Đấy, để chúng ta có những cái phương án như vậy. Thì tất cả những cái câu hỏi gợi mở và những cái một số những cái gạch đầu dòng của tôi cho các bạn, thì nếu cần thì các bạn có thể ghi lại nó qua cuốn sổ, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta tự đi trả lời các câu hỏi và chúng ta hình thành lên cái gọi là mô hình kinh doanh hay là một cái business plan ngắn, tức là một cái kế hoạch kinh doanh đơn giản, đúng không? Để chúng ta phát trong đầu, bởi vì rất nhiều người là làm kinh doanh nhưng mà không chuẩn bị, không biết là cứ hứng lên là làm, xong đó không biết tiền ở đâu ra, cũng không biết làm thế nào, gặp khó khăn thì phải thế nào, đúng không? Kịch bản tốt, kịch bản xấu, chúng ta phải vẽ ra những kịch bản như vậy và các phương án để đối phó. Chứ không phải là chúng ta cái lúc đấy chúng ta bí bách thì có thể là bị stress, rồi thậm chí là mất hết tiền bạc, đúng không ạ? Rồi mất hết cả vợ chồng con cái, chứ không phải chơi đâu, đúng không? Đấy thì một số những cái tôi cũng trao đổi với các bạn như vậy để các bạn hình dung nhá. Thì các cái bài học tiếp theo, các bài học khác trong cái series video Facebook Marketing 2019-2020 của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, thì sẽ tiếp tục bổ sung thêm nữa cho các anh chị các cái kiến thức, các cái bài học và các kinh nghiệm. Và nếu có bất kỳ cái yêu cầu nào, có bất kỳ cái câu hỏi nào cần tư vấn, cần hỗ trợ thì các bạn cứ vui lòng liên hệ với giảng viên là tôi để được hỗ trợ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chúc các bạn thành công. Xin gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.